ngày mai là người đến sau. Để mình nói cho mọi người ơi, mình rất là hào hứng, rất là tâm huyết để mà làm những món ngon nhất. Và rất là mong mọi người đến đúng giờ để mà ăn cho nó ngon, nó nóng, nó ngon. Mời lên to quá. Bây giờ là nó không ngon ngon như con đậu, mọi người cũng ráng ăn. Rất ngon. Ừ, ngon quá mi ơi. Ngon. Ngon. Hello mọi người ơi, bây giờ Quang Lê đang đi về nhà Tố My. Và Tố My cũng không biết là em Quang Lê sẽ đột nhập đâu. Xe là nhà của em hả? Các bạn ơi, đây là nhà của Tố My đây. Hello, mến chào cả nhà. Đây là nhà của ca sĩ Tố My. Hôm nay là... Đi mì nói cho mọi nghe, đi vô đây nha. Hello. Chào bà ngoại. Trời ơi, hấp dẫn quá vậy. Đủ chơi rồi. Không, nhìn rất là ngon. Nhà làm cũng là có mì Quảng nè. Wow. Có mực nữa nè. Đây là mấy món miền Trung thôi. Đây. Cái này gọi gì ngon quá. Bò, gà bó xôi. Gà bó xôi gà. Đây là mì Quảng bà con ơi, đây chút là phải trang vô. Đó, mì Quảng nhà em làm đó. Đó, quý vị ơi, đây là nhà Tố My nè. Nè, à, xin mời dời mấy cái tô này nè chị. Chị có chỗ để em ăn. Dạ, thử cái này nha. Các bạn ơi, đây gọi đi các bạn ơi, ngon lắm nè. Vô đi. Bé Thui ngon lắm nè quý vị ơi, đây nè. Bé Thui ăn với cái con cá gì ngon lắm nè. Wow. Nó để em lên rổ đó. Có bánh nậm đó quý vị ơi. Ồ, cái bánh nậm rất là bự luôn. Nè, chả bò phải không? Chị ăn bánh nậm chưa? Chưa. Chả bò quý vị ơi. Nè, hôm nay là Quang Linh ngồi với Tố My ở nhà Tố My tại Đà Nẵng. Và bây giờ là để coi một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món, bảy món. Yeah, hôm nay Tố My ở nhà làm bảy món, đãi nguyên một phái đoàn luôn. Tại vì đêm nay chúng ta có một đêm nhạc từ thiện cống hiến cho mọi người xem hoàn toàn miễn phí. Và hôm nay mẹ của Tố My và Tố My đã ở nhà chuẩn bị cho nguyên cả phái đoàn. Thì có Quang Lê là người đến sau. Tại vì khi mà mọi người đông đúc, không phải là người đến sau đó. Không phải tại anh, không phải tại Lê Mai là người đến sau. Để mình nói cho mọi người ơi, mình rất là hào hứng, rất là tâm huyết để mà làm những món ngon nhất. Rất là mong mọi người đến đúng giờ để mà ăn cho nó ngon, nó nóng, nó ngon. Mời Lê to quá. Bây giờ là nó không ngon ngon như con đậu, mọi người cũng ráng ăn. Rất ngon. Ừ, ngon quá mi ơi. Ngon. Con Lê đến giờ này để làm chi biết không? Để mà không có ồn ào như lúc đầu, để nói chuyện quý vị dễ nghe hơn. Đó, gọi rất là ngon luôn á. Ngon hơn qua không? Nó qua không? Rất qua không có cửa đúng không? Cửa ở đâu con? Cửa nhà em đúng không? Đây rất là ngon. Quá trời nè quý vị ơi, gà quá trời gà nè. Gà rau răm lên. Tết vừa rồi, Tố My có tặng con Lê một đòn chả bò. Ăn cái này ngon. Là chả này là tác phẩm của em đó. Nhưng mà rất ngon, rất đậm đà. Nói chung lại là đúng cái gu của người miền Trung luôn á. Quang Lê người Huế mà ăn miếng chả rất là ngon. Thơm mà ngon mặn mà. Quý vị biết không, ngày xưa giờ mình ăn mì Quảng, mình cứ thấy là tôm và thịt heo rất là ngạc nhiên. Khi biết là sự thật là thịt gà mới là cái món mà ngon nhất. Thật ra thịt tôm cũng ngon, nhưng mà nói về nếu mà đặc biệt để mà mình bỏ nén là gà này kia là ngon, là đúng là gà là hết thịt tôm nặng quá. Wow. Cảm ơn Tố My đã cho anh biết một thông tin rất là hay. Các bạn thấy không, Bê Thui nè, có nước mắm, mắm cá ngon lắm. Đắm một miếng nè, này.
vậy. Còn cũng có nhưng mà bắn em thấy không có ngon. À, có cái con mắm này mới ngon nè, có cái con mắm đâu đây. Cái con mắm này là ngon nhất luôn á, trời ơi nó mặn lắm mọi người. Ăn con thôi rất ngon. Hello quý vị, vừa rồi là Quang Lê đã ăn rất là nhiều món rồi, rất là ngon. Và bây giờ là món cuối cùng, đó là mì Quảng. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cải non này bỏ lên nha. Rồi một chút rau thơm nữa, đó bỏ vô. Rồi chan nước, đây, đây là mì Quảng gà đây. Tùy theo người thích ăn nước nhiều hay ít. Và nếu mà đúng điệu thì chúng ta phải bỏ thêm một chút bánh tráng. Thêm miếng nữa. Nếu mà ai thích ăn chanh á thì có thể ăn chanh. Nè, hấp dẫn chưa? Đấy. Ngon chưa? Coi như là Quang Lê đi hát 20 năm rồi, chưa bao giờ mà Quang Lê thấy tô mì Quảng mà nấu toàn gà. Thì sau khi mà nghe lời giải thích của Tố My đó thì mới biết là gà rất ngon. Rất là nhiều tiệm nhà hàng trên khắp nơi mà Quang Lê từng ăn mì Quảng là họ làm sườn heo hoặc là thịt ba rọi heo cộng tôm. Nhưng mà lần đầu tiên Quang Lê thấy đây là tô mì Quảng làm bằng gà. Thì theo lời Tố My là gà sẽ ngon hơn heo, và chẳng qua là thịt heo rẻ hơn thịt gà thôi. Có đúng hay không? Bây giờ Quang Lê sẽ ăn mới biết được, coi lời nói có đúng như lời quảng cáo không. Rất ngon, rất mặn mà, rất dễ chịu. Hồi xưa ăn mì Quảng rồi nhưng mà không có ấn tượng. Nhưng mà hôm nay ăn mì Quảng là cái lưu luyến đó nha. Ngon. Có thêm trứng lòng gà non nữa nè quý vị ơi. Đây, thịt gà đây. Ngon chưa? Trời ơi. Miếng thịt gà rất là thấm luôn. Rất ngon. Quý vị thấy ngon chưa? Ăn theo kiểu miền Trung nè. A few moments later. Quá là ngon. Quang Lê đã ăn hết cái tô rồi. Nếu như mà Quang Lê có nhà hàng, Quang Lê sẽ làm món mì Quảng bằng thịt gà, vừa ngon, vừa dai, vừa tốt hơn cả thịt heo. Quang Lê đã ăn xong rồi. Tố My đâu rồi? Đây kìa. Chị cùng đi tìm Tố My ở đâu nhé. Cô ơi, Tố My đâu? À, Tố My đây rồi. Đang chuẩn bị đó, Quang Lê chuẩn bị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cố là Quang Lê cởi cái áo này ra rồi mặc cái áo vest vào là có thể lên ca. Nay coi Tố My đang nghỉ nha, mới cấp xong chưa? Xong rồi đây. Anh ăn nãy giờ sao rồi? Nói chung lại là mì Quảng sáng tác của Tố My rất là ngon. Không, anh khẳng định là chưa bao giờ anh ăn mì Quảng mà bằng gà cả. Nhưng hôm nay ăn á, quý vị biết không, cái nước ngon lắm, thơm lắm luôn, không có diễn tả được. Tại vì mình không có rành chuyên môn, nhưng mà trong cái thịt gà đó có vị đậm đà, có cái mùi giống như mùi ngũ vị, mùi nghệ đúng không? Mùi nghệ đúng rồi. Với lại nén á mọi người, nấu mì Quảng là nó phải có củ nén á, là củ nhỏ nhỏ vậy nè, giống củ hành mà nó màu trắng vậy nè, đặc trưng của người Quảng. Món đó là đặc sản, là nấu mì Quảng nè, rồi cá chuồng gấp nghệ nè, rồi đó là những món đặc trưng. Thêm món nữa. Tôi thì biết không, là cái mì Quảng đó, cái nước rồi cái thịt đó, tự nhiên mình ăn vô mình thấy rất là ngon. Nói chung lại là em không diễn tả được mà chứ là em xin được rồi, thích là thành công đúng không?
Nói chung lại là cái mùi rất đặc trưng quý vị ơi. Mai mốt là Tố My mở nhà hàng sẽ có món này nha. Đấy. Tố mở nhà hàng luôn hả? Nè. Em nha. Không, mai mốt nhiều khi anh em mình kết hợp mở cái đó. Không kết hợp với anh đâu. Lỡ hả? Anh mà thích món đó quá cái anh ăn sạch rồi còn đâu mà bán. Sẽ nấu thêm món độc quyền. Không, mai mốt mà thích món đó rồi tự nhiên em qua bên Mỹ em đăng ký bản quyền. Quyền của em đấy. Chị biết không, My là có một cái đợt đó là đồ ăn mà nó dư là tí là mình xót á kiểu gì mà hả, thôi mở trên lên là em nghĩ là hợp lý luôn á. Nếu mà bán không hết là anh lên hầu hết. Đúng rồi, anh lên sẽ ăn hết nhưng mà không được. Vòng bụng đưa ra, vòng đời khép lại. Vòng bụng đưa ra, vòng đời khép lại. Cho nên lúc nào mặc dù ăn là mê lắm nhưng mà luôn luôn Lê cũng ghi nhớ đó. Sao bữa em nhớ anh ăn 4 hộp xôi lận? Không, cái đó là quá khứ. Cái đó là quá khứ. Thôi anh cho chuẩn bị đi. Ok anh em chúng ta chuẩn bị đi hát. Cảm ơn quý vị theo dõi nha, bye bye.